chào mọi người. Bây giờ mình sẽ đi mua đồ xong cái rồi đầu cái mình sẽ quay lại đi mua cỡ hai cái vẹn xanh đó cho mọi người cùng ăn nha. Cả nhà biết vẹn xanh không? Con vẹn con xanh đó, rất ngon, lắm chú ta. Bây giờ là Sinh đã mua con vẹn về rồi, mình mua tới 2kg lận, tại vì ở đây rất là rẻ cả nhà, nó chỉ có là 1kg vậy là 20.000 thôi, thì còn mấy chỗ khác của mấy bạn thì mình không biết nha. Thì bây giờ mình sẽ mời cả nhà cùng bắt đầu thưởng thức với mình cái món vẹn xanh này đó. Thì mình sẽ luộc xong rồi sau đó cái mình ăn với muối ớt chanh đó. Thì cả nhà thông cảm cho mình nha, mình sẽ hạn chế quay, mình nói chung là mình sẽ quay cái món ăn nhiều hơn, tại vì buổi tối máy mình quay không đẹp, thông cảm nha. Lái xe coi đầu đẹp quá à. Nhà thấy đầu người tôi nhắm đẹp không? Người lên đây, người lên, người đây. Hãy lái xe đến ngoài nhà. Bây giờ là rộng, không có gì lại đâu. Hay ủ rộng cắt cái này không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không không? Rồi để trong một bự á. Nó chín rồi, rất là thơm cả nhà. Với lại không biết là cái nước dừa này nó thấm vô cái con vẹn có ngon hay không nha. Bây giờ mình mời cả nhà bắt đầu ăn thôi. Bây giờ mình sẽ lấy một con, mình thử trước rồi cả nhà. Đó, ui. Giờ mình lấy thử con nha. Đây nè. Ê, đừng nóng quá nóng. Bây giờ là mình sẽ thử chiếc bột con cho cả nhà xem nha. Nhận có múc chưa? Hả? Tài lạnh quá. Rồi, mình mời cả nhà nha. Bây giờ mình mời mọi người nha, bắt đầu thưởng thức cho mình món này nha. Mình đã được ngon quá nha. Ngon cả nhà coi nè. Mấy ông Kháng ơi, tôi xin đưa. Nhìn lên. Rồi đổ luôn con, đổ luôn con, cầm lên đổ luôn. Rồi. Quá ngon cả nhà ơi. Mình mời cả nhà bắt đầu thưởng thức cái món vẹn xanh của mình nha cả nhà. Ủa má ơi. Đây, rớt xuống, rớt xuống á. Lấy đi con. Mời cả nhà thiện ngồi sát vô. Cái con nè, cái nào không có vỏ qua đi ha. Qua đi. Qua đi nè. Qua đây con, dùng qua đây con, ăn thịt đi, ăn hết đâu, nhiều lắm. Ngon quá. Đã không? Quá trời ngon cả nhà ơi. Nhà thấy đẹp không? Đẹp quá xin ơi. Ăn đi con. Không biết ăn đi đâu nha. Dạ. Có ăn không? Lớn bữa giờ mà.
lâu xíu chỉ là liền. Ngon lắm ba, thắp cái dưỡng ngọt ăn ăn trong phụ dọn chiếc nha. Bây giờ chúc cả nhà một buổi tối ngon miệng. Bye bye, xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.